Chân của em được làm bằng gì? Chân em làm bằng xương ạ. Thế á? Cho anh mượn đôi dép của em được không? Dạ. Em cầm dép đập vào chân em được không? Đập vào đầu gối ấy. Đau không? Có. Thật à? Thật ạ. Em mở hộp quà này cho anh được không? Em đi vào cái này cho anh xem à. Đi vào đi. Em thấy nó êm không? Có. Bó sát chân không? Có. Thì em cầm cái này em đập anh xem thử nào. Đau không? Không ạ. Thật không? Thật ạ. Thì anh thử xem à. Sao là anh lại đau? Thì em không đeo cái này rồi ạ. À anh quên nhỉ. Anh tặng em đấy. Ui, cảm ơn anh. Ôi nhanh anh xem đâu.